mất 4 ngày đêm, vượt gần 2.000 km bằng xe máy. Cuối cùng thì những lao động này cũng đã đến chốt kiểm dịch km 75 quốc lộ 70 thuộc xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên. Họ chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã vùng cao của Lào Cai, làm công nhân ở các khu công nghiệp tại tỉnh Bình Dương. Dịch bệnh bùng phát không có thu nhập nên họ buộc phải trở về quê hương. Vất vả nhất là lúc mà mình đi từ miền Nam về là toàn dầm mưa, thâu đêm dầm mưa kiểu vượt qua đèo Hải Vân rất kiểu khó khăn. Từ miền Nam đấy về đến miền Trung ấy, người dân ủng hộ bọn em rất nhiều. Thì cũng cảm thấy nó thoải mái khi về cách ly ở đây, với lại quê thì nó thoáng ở dưới kia bởi vì ở dưới kia là vùng dịch nữa. Về trên đường về thì mình cũng lo, với lại sợ, mình cũng không dám tiếp xúc với ai luôn. Thì mình cũng lo cho bản thân mình mà cũng quan tâm đến người ta, không tiếp xúc với ai luôn. Câu chuyện anh Giàng Đỗ Trai đi xe máy chở theo vợ và ba con nhỏ vượt 1.700 km từ Lâm Đồng về Lào Cai bình an như một điều kỳ diệu. Điều đáng nói, trong hành trình kéo dài 7 ngày, bé nhất mới 8 tháng tuổi, lớn nhất cũng chỉ 3 tuổi. Mọi sinh hoạt ăn nghỉ của gia đình anh đều diễn ra trên đường. Với sự giúp đỡ của các chốt kiểm dịch nên gia đình anh mới đảm bảo lương thực, đảm bảo cho cuộc hành trình trở về quê hương an toàn. Thôi, lúc mình đang ở đấy, miền Nam kia, đấy, so với khi đang ở chúng ta kia rồi, thì cảm thấy thoải mái, tự do hơn. Và khi về đến cách đây thì họ cũng chăm sóc mình một cách chu đáo lắm. Và có phát quà, phát cháo cho các cháu, cho bánh kẹo, thứ cho các cháu. Và ở đây sinh hoạt ăn uống thì họ vẫn chăm sóc mình chu đáo và cẩn thận lắm. Khi đến chốt chúng tôi thì đến tiền bạc rồi là xăng xe các thứ, là thức ăn cũng không còn nữa. Chúng tôi cũng đã cùng với lực lượng dân quân rồi, y tế rồi là cũng phát thức ăn, ủng hộ tinh thần, rồi là gọi điện liên lạc với gia đình. Từ khi dịch COVID-19 có những diễn biến phức tạp, các cấp các ngành của tỉnh đã có sự hỗ trợ tích cực đối với những lao động ngoại tỉnh có nguyện vọng trở về quê hương. Để sự trở về đó trọn vẹn niềm vui, những công dân này cần phải trung thực trong khai báo y tế, tuân thủ nghiêm quy định phòng chống dịch, ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch trong cộng đồng.